Cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 rất quan trọng. Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, một người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tranh đấu phục vụ cho cộng đồng người Việt suốt 20 năm qua. Nếu không giành chiến thắng lần này, chúng ta sẽ mất đi những thành quả hơn 49 năm xây dựng một cộng đồng lớn mạnh với đạo luật tự nhớ tháng Tư Đen, chương trình giảng dạy lịch sử chiến tranh Việt Nam, văn phòng phục vụ cộng đồng, hội chợ y tế miễn phí, hãy giữ tiếng nói của người Việt tại Hội đồng Giám sát quận Cam. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn sẽ tiếp tục tranh đấu cho cộng đồng như bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, chống tham nhũng, chống tăng thuế, chống lạm phát, tăng việc làm, hỗ trợ cơ sở thương mại, giải quyết vấn đề housing và homeless, mở lại văn phòng phục vụ cộng đồng, xây dựng trung tâm văn hóa. Hãy dồn phiếu cho Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vào giám sát viên để tiếp tục những việc dở dang, bài trừ tệ nạn bè phái và bảo vệ đồng tiền thuế của người dân. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, giám sát viên, địa hạt 1, cột số 2. Trân trọng kính chào quý khán giả của đài SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với nội dung của Mai Phlom. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến sáu, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ sáu, 25 tháng 10, 2024. Xin chào anh Long. Xin chào nội dung, xin chào quý khán thính giả đài truyền hình SBTN. Và chúng tôi sẽ bắt đầu với bản tin đầu tiên ngày hôm qua. Những người ủng hộ bà Kamala Harris ở tại tiểu bang Georgia phải nói rằng là vô cùng khí thế với sự xuất hiện những khẩu thành công từ về mặt chính trị sang qua đến thế giới âm nhạc. Thưa quý vị, ngày hôm qua, cuộc vận động tranh cử của bà Kamala Harris ở tại Georgia có sự hiện diện của cựu tổng thống Barack Obama và ngôi sao ca nhạc Bruce Springsteen, chưa kể những cái tài tử điện ảnh nổi tiếng người da đen như là Samuel L. Jackson và một người trong thế giới truyền thông của Hoa Kỳ là Tyler Perry. Là phải nghe chương trình ngày hôm qua rất là đặc biệt và khí thế, và những người đi tham gia ở chương trình này là số đông lên tới khoảng chừng 20.000 người, thưa anh Dũng. Và ngày hôm qua thì Obama đã có mặt ở đó thì cùng với bà Kamala Harris. Đây là lần đầu tiên ông vận động chung với bà Harris. Hôm trước chúng ta biết là ông vận động cho bà nhưng mà không có mặt bà tại Philadelphia. Thì ông nói tôi có mặt hôm nay để ủng hộ bà Harris và ông Tim Walz cho chức tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ, và tôi phản đối Donald Trump và JD Vance. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Tôi muốn chúng ta có một tổng thống tôn trọng pháp luật, tôn trọng hiến pháp, không có đe dọa, nhưng mà bảo vệ cũng như hướng dẫn cái nền dân chủ vĩ đại này. Cái người mà tin vào luật pháp và tin vào sự chuyển giao quyền hành một cách êm thấm, người mà sẽ đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ, cũng như cái người mà chúng ta muốn tạo ra cái nền kinh tế cho giới ở trung lưu mà nó để phục vụ tất cả mọi công dân chúng ta. Chỉ có một ứng cử viên tổng thống cho cái cuộc bầu cử này, và cái người đó là sẽ giữ vững những nguyên tắc của chúng ta, đó là bà Kamala Harris. Bà sẽ là tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Ông Donald Trump trong khi đó thì muốn trở thành một bạo chúa của nước Mỹ. Ông không hiểu đất nước này, ông không hiểu ngay cả lịch sử hay là người Mỹ có nghĩa là gì, tức là người Mỹ có nghĩa là như thế nào. Đối với ông không hiểu luôn, đó là Obama nói như thế. Ông Springsteen chứ? Cái gì? Ông Springsteen nói như vậy. Không, Obama chứ. Xin lỗi. Dạ. Nãy giờ tôi cứ tưởng là lời Obama nói. Tôi xin lỗi. Cái câu đầu tiên này là của ông Springsteen. Đó, ông nói như thế. Và ông nói là đó là lý do tại sao ngày 5 tháng 11 này tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris và ông Tim Walz. Và tôi yêu cầu tất cả mọi người mà còn tin vào cái nước Mỹ này hãy tham gia cùng với tôi. Đó là theo lời siêu sao ca nhạc Bruce Springsteen nói ngày hôm qua tại Georgia, thưa anh. Ngày hôm qua thì ông Obama với những cái lời ủng hộ cho bà Kamala Harris thì ông nói rằng là ông Donald, cái điều mà tôi không thể nào tôi hiểu được là có ai đó nghĩ rằng ông Donald Trump sẽ làm một cái chuyện gì đó tốt cho họ, là bởi vì không có bất kỳ một cái bằng chứng nào cho thấy là ông Donald Trump nghĩ gì cho người khác, ngoại trừ chỉ nghĩ cho chính cá nhân của ông ta. Đó là lời ông Barack Obama nói. Và ông Obama còn nói thêm là ông Trump hành xử như một cái người khùng, là người ta khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng là ông không làm cái việc gì mà một cái gì mà nó, ông muốn chuyện nó nghiêm chỉnh, và
là cho nên một người đối với một người con người như vậy thì để trở thành tổng thống là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Thì đó là ông Obama lên tiếng như vậy. Ông Obama cũng nói thêm là bà Kamala Harris là một người lãnh đạo mà cả suốt cả cuộc đời của bà là tranh đấu cho những người không có tiếng nói. Ý ông muốn nói trong vai trò là bộ trưởng tư pháp của bà, là vai trò biện lý của bà, đại diện cho chính phủ, bảo vệ những cái luật pháp cho người dân. Thì ông Obama nhấn mạnh thêm là Kamala Harris cũng không giống như tất cả mọi người, bà sinh ra không có phải là được vào cái hàng gọi là được những sự sủng ái của trong xã hội, bà sinh ra trong một cái gia đình trung lưu rồi cũng phải đi làm để mà kiếm tiền nuôi sống mình trong thời gian đi học. Thì đó là hình ảnh mà ông Obama vẽ ra về bà Kamala Harris, thân dũng. Anh nói vậy là anh xúc phạm cựu tổng thống Donald Trump. À. Ông nói là bà làm việc ở McDonald's. À. Anh thấy không? Ừ. Đây. She worked at McDonald's when she was in college to pay for her spend. Bà làm việc tại McDonald's để mà trả tiền trong lúc bà đi học. Bà không có giả bộ là không làm ở McDonald's khi mà nó đóng cửa. Tức là ý nói rằng là gì? Ám chỉ ông Trump nói là bà Kamala Harris không làm McDonald's. Thành ra nhớ cách đây mấy ngày ông Trump có đến một tiệm McDonald's Philadelphia, mặc cái tập về vô là lấy french fry đổ vô phục vụ người ta. Đó cái câu chuyện gây tranh cãi ghê lắm. Tức là gì? Bà Kamala Harris bà nói là hồi tôi đi học college, học đại học tôi có làm McDonald's. Ông Trump bảo là không. À, mà bây giờ ông Obama ngày hôm qua bảo là bà có làm chứ không, bà không phải là bà không làm mà nổ. Mà anh Long thì anh lại bỏ cái chiếc mặt đồ đi, anh xúc phạm ông Trump mà. Đúng không? Ê, tôi nói vậy đúng không? Yes, đúng không? Đã. Về phía bà Kamala Harris thì ngày hôm qua bà nói là cách đây 17 năm. Đúng 17 năm khi tôi đến thành phố Springfield, tiểu bang Illinois. Đó là một cái tháng 2 rất là lạnh lẽo. Và ở đó tôi đã ủng hộ một cái thượng nghị sĩ trẻ, thông minh, ứng cử cho Tổng thống nước Mỹ. Và hàng triệu người Mỹ đã được coi như là khuyến khích và đã bầu ông Obama và đã coi như là nhận cái thông điệp của Obama và ông đã trở thành Tổng thống. Thành ra là ông là cái người mà đoàn kết chúng ta chứ không phải chia rẽ chúng ta. Đó. Và bà cũng nhắc luôn là còn có 12 ngày nữa thôi thì là đến ngày bầu cử Tổng thống. Đó. Cho nên là mọi người sẽ phải chuẩn bị. Đó là cuộc vận động của bà, của ông Barack Obama với một số người nổi tiếng vận động cho bà Kamala Harris ngày hôm qua ở tại thành phố Clarkson, tiểu bang Georgia. Trong khi đó thì đối thủ của bà là cựu tổng thống Donald Trump cũng có cuộc vận động ở tại tiểu bang Arizona. Tôi thấy Georgia và Arizona là hai trong số 7 tiểu bang chiến trường trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Ngày hôm qua ở tại Arizona thì ông Trump là cũng tấn công. Mà không tấn công bà Obama mà tấn công bà Harris và ông sếp của bà Harris, đó là ông Biden và bà Harris. Thì tại cuộc vận động tại trường đại học Arizona State University thì ông Trump đã gọi ông Biden là ngu xuẩn. Và ông Trump cũng nói thẳng luôn, ông Biden và bà Kamala Harris là cái sự xấu hổ cho nền dân chủ Mỹ. Thưa anh. Vâng. Thì trong cái thông điệp của ông Donald Trump, ông nói như thế này, rằng là chúng ta sẽ đánh bại bà Kamala Harris. Trong vòng 4 năm vừa qua, bà này đã coi như là đã hình thành nên, hay là bà điều khiển nước Mỹ trở thành bà chỗ những hành động là phản bội nước Mỹ nhiều hơn tất cả các lãnh đạo khác trong lịch sử của nước Mỹ. Và bà đã làm cho cái biên giới của chúng ta tan nát, cũng như là bà đã kích động đem những cái băng đảng vào nước Mỹ. Và cái thông điệp của tôi rất là rõ ràng, bà Kamala Harris làm cho các di dân xâm lăng nước Mỹ. Đó là thông điệp của ông Donald Trump, gọi là kích thích những người mà ủng hộ của ông. Và cái chủ đề bài di dân vẫn là cái chủ đề chính của ông Donald Trump trong cái cuộc tranh cử này. Tất cả mọi chuyện ông nói đều quay quanh cái vấn đề bài di dân, tên Dũng. Vâng, và ở cái chỗ ở Arizona đó, ở tại đại học tiểu bang Arizona State University, nó nằm trong cái Maricopa County. Đây là một county lớn nhất, cái quận hạt lớn nhất của tiểu bang Arizona. Nếu ta còn nhớ năm 2020, ông Biden đã thắng ở chỗ này. Và đây, hồi đó ông thắng chỉ có hơn 10.000 phiếu, cả tiểu bang hơn 10.000 phiếu mà thôi.
Và Arizona thì có là 11 phiếu đại cử tri, là không có nhiều như ở tại Georgia, nhưng mà nó là một trong 7 cái tiểu bang chiến trường. Và trong những ngày qua thì coi như các tiểu bang mà cho bầu sớm đó, thì cho đến nay đã có hơn 30 triệu cử tri đi bầu, bầu sớm trong cuộc bầu cử này. Thành ra là trong số người đi bầu này thì có hơn 13 triệu người là đến tận phòng phiếu bầu, còn 17 triệu người là bầu bằng thư. Đó là con số mà Election Lab tại Đại học University of Florida cho biết như thế. Thành ra là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đang đi vận động các tiểu bang chiến trường rất là nhiều. Nhưng mà có một cái chuyện lạ đó là ngày hôm nay hai người đến cái nơi mà đáng lý là không nên đến. Tại vì đến cũng chẳng có thêm được phiếu nào, cũng chẳng mất được phiếu nào, mà cũng chẳng kiếm được đồng nào. Nhưng mà nói chung là đến đây là dịch le. Họ đến cái nơi nào, chúng tôi sẽ cho quý vị biết sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN. Cảm ơn quý vị đến với mình của đài truyền hình SBTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài. Chúng tôi đang nói về câu chuyện cựu Tổng thống Donald J. Trump ngày hôm qua vận động tại tiểu bang Arizona, trong khi cựu Tổng thống Barack Obama vận động ở tại tiểu bang Georgia với lại Phó Tổng thống Kamala Harris. Ngày hôm nay thì ông Trump và bà Harris làm cái chuyện mà trong giới chính trị ta gọi là ngu văn xuẩn, đến tiểu bang Texas vận động cùng với nhau. Bà Harris thì đến Houston, ông Trump thì đến Austin. Tại sao gọi là ngu xuẩn? Bởi vì tiểu bang này mà không bầu cho Cộng hòa thì tắt văn thở. Vì ông Trump đến đây chi? Đâu thêm được phiếu nào đâu. Bà Kamala Harris đến đây cũng không thêm được phiếu nào cả. Nhưng mà tại sao họ đến? Họ không phải đến để kiếm tiền nữa. Thưa anh Long, họ đến để làm cái gì và vì sao họ đến? Họ muốn làm một cái tiếng vang cho những cái tiểu bang mà gọi là chiến trường, những cử tri còn đang lưỡng lự là nghe cái thông điệp của họ. Bên phía bà Kamala Harris ngày hôm nay, bà có một ngôi sao ca nhạc, đó là nữ danh ca Beyoncé, sẽ xuất hiện với bà tại Houston. Và những người mà đi gọi là tháp tùng với cái thông điệp của bà Kamala Harris ngày hôm nay, đó là những người phụ nữ gặp những cái vấn đề khi mà họ cần phải gặp cái chuyện gọi là phá thai. Những người phụ nữ gặp những cái chuyện mà trở ngại trong cái giai đoạn mà họ cần cái dịch vụ phá thai để giúp cho họ, nhưng mà không thể nào thực hiện được và sanh ra những cái biến chứng. Thì cái thông điệp của bà Kamala Harris ngày đến tại Houston không phải để kiếm phiếu, vì chẳng có lá phiếu nào cho bà ở đây. Nhưng mà bà muốn gửi một cái thông điệp cho... Không, là chẳng có thêm thì mới đúng. Yes. Thì lá phiếu bà ở đây thì bà chỉ muốn lấy một cái sân khấu lớn ở đây để tạo một cái tiếng vang ở những tiểu bang chiến trường để nghe được cái thông điệp của bà. Còn chuyện ông Donald Trump đi, ông cũng đến Texas, ông đến thành phố Austin. Quý vị nào ở Austin thấy rằng là thành phố này nó không phải bảo thủ giống như những thành phố khác. Thì ông đến đó rồi ông sẽ gặp một cái tay gọi là mạng truyền thông trong cái kiểu gọi là podcast đó quý vị. Nó giống như là radio trên mạng, là Joe Jordan. Ông này rất là nổi tiếng trong giới trẻ. Thì ông Donald Trump muốn send một cái thông điệp cho những giới trẻ để thu hút những người cử tri trẻ chú ý về ông. Là bởi vì đối với cử tri trẻ, cái chuyện mà ông Donald Trump, thông điệp của ông khai thác dầu, không còn chú ý về môi trường, thì bây giờ ông muốn những người trẻ khác muốn lấy một cái thông điệp là ông muốn biến họ thành những người hùng. Đó là cái điều mà ông Donald Trump cũng muốn khi mà ông đến Texas lần này. Ông cũng bao nhiêu phiếu nào đó ông đã có rồi, ông đã có và ông có thể ông ráng kiếm phiếu thêm cũng ở những cái nơi khác. Thưa anh Dũng, anh nói chuyện môi trường là nói sao, là cái gì, nhắm vào giới trẻ hả? Thì những giới trẻ họ từ khước ông Donald Trump vì môi trường. Ông chỉ khai thác dầu, ông không chú ý đến họ. Bây giờ ông dùng một cái thông điệp khác để ông thu hút được giới trẻ. Họ đã sai lầm. Ông Trump làm như vậy nhưng mà không phải như vậy. Chúng ta cứ tưởng đâu là ông Trump ông là không ủng hộ chính sách môi trường của ông Biden. Ông phản đối như vậy nhưng mà trên thực tế là khác.
sự thật sẽ được giải bày vào lúc 11 giờ trong chương trình Xoáy Văn Tin. Quý vị sẽ ngạc và nhìn, tôi bảo đảm anh luôn. Cứ đừng có nghĩ là ông Trump cũng làm như vậy, là không phải vậy. Vì nó có lý do, lý do là như thế nào? 11 giờ trong chương trình Xoáy Tin tôi sẽ có đề tài để cho quý vị coi, quý vị làm ơn cột dây vào cái ghế vừa là quý vị té ngửa, bảo đảm quý vị luôn. Đó. Rồi bây giờ trở lại với Tổng thống Joe Biden. Ngày hôm nay ông sẽ đến một cái nơi mà một cái bộ lạc của da đỏ tại tiểu bang Oklahoma và sẽ làm một chuyện long trời lở đất. Đó là lần đầu tiên trong 150 năm ông sẽ đại diện chính quyền Liên hiệp các tiểu bang Hoa Kỳ. Xin lỗi người da đỏ vì chúng tôi đã ngược đãi quý vị trong thời gian trước đây. Trước đây Hoa Kỳ có cái chương trình gọi là Boarding School. Tức là thưa quý vị, họ đi vào các cái mà gọi là khu và dành riêng cho người thổ dân đó. Xong họ bắt con nít đưa lên xe bus chở đi học để cho mấy đứa này nó gọi là gì? Hội nhập vào xã hội của ngoại bang. Buồn cười. Dân mất xanh muốn ló tóc vàng sợ nhỏ đi xâm lăng nước người ta, đi nhập lậu vào, di dân lậu vào nước Mỹ, vào người đất da đỏ. Rồi xong rồi đẩy họ vào những cái khu vực đặc biệt để cho họ sống trong đó. Chưa kể là bỏ thuốc độc vào những cái nguồn suối để cho họ chết bớt. Rồi đi các bệnh giang mai lậu bổ vô để cho chết, cho uống rượu thoải mái, cho đánh bài trong đó luôn. Rồi bắt con nít bỏ lên các cái xe bớt chở đi đi học. Đó là chuyện có thật trong lịch sử nước Mỹ. Mà chúng tôi nói nhiều lần trên chương trình này, những người nào mà gọi là bảo rằng là chê trách di dân bất hợp pháp, chỉ trích, quý vị đang chê trách và chỉ trích tổ tiên nước Mỹ, bởi vì tổ tiên nước Mỹ là cũng là di dân bất hợp pháp luôn. Di dân lậu cái lần đầu tiên bước vào nước, cái đất của người da đỏ. Bây giờ ông Biden phải xin lỗi. Và tại sao xin lỗi chuyện này? Đối với mới chỉ là biểu tượng thôi, không biết sau này có đền bù hay không. Chẳng hạn như California người ta đã tính đền bù những người da đen, ngày xưa làm nô lệ. Sở dĩ nó có cái chuyện này là nhờ cái bà Deb Haaland, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Mỹ. Bộ Nội vụ là họ coi luôn cả những khu vực người da đỏ. Bà này người gốc người da đỏ. Bà này đó là nữ dân biểu gốc da đỏ đầu tiên, một trong hai người đầu tiên đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Và khi ông Biden lên làm tổng thống, ông bổ nhiệm bà này làm Bộ trưởng Nội vụ. Chính vì như vậy bà mới nói với Biden là đã đến lúc phải xin lỗi người da đỏ. Mà bà là người gốc da đỏ luôn. Ông nội bà ngày xưa bị bắt bỏ xe bớt đưa đi vô mấy cái trường học. Và chính chính sách này của Mỹ đã làm hơn 1.000 trẻ em da đỏ chết ở 75 cái mộ tập thể bị chôn ở đó. Thì thưa quý vị, cái này nó đặc biệt chỗ nào Long biết không? Nếu người da đỏ không bầu được một dân biểu vào trong Quốc hội Hoa Kỳ và không có người da đỏ trong đó đại diện cho cộng đồng đó, thì làm sao mà được ông Biden bổ nhiệm vào, đúng không anh? Chính vào nội các. Chính và xác. Chính vì vậy họ, cái bà này, bà Haaland này, đấu tranh cho quyền lợi của chính người da đỏ mà bị bỏ quên 150 năm. Đúng không anh? Chính xác. Anh có ý kiến chuyện này không? Nó có chuyện giống giống trong cộng đồng không? Cảm ơn anh. Thường là khi mà đem ra một cái vấn đề như thế này về cái người da đỏ, một điều đặc biệt, nếu không có tiếng nói của họ ở một quốc hội liên bang, thì chắc gì chuyện này nó đã hình thành là việc là những người thổ dân da đỏ được nhận một cái lời xin lỗi, ít ra là như thế, cho những cái chết mà không đáng xảy ra. Thì trong cái chuyện này chúng ta nếu mà nhớ lại trong quá khứ, thì hồi năm 1988 thì cố tổng thống Ronald Reagan cũng đã một lần xin lỗi những người mà bị gọi là gửi vào trại tập trung, những người Nhật bị gửi vào trại tập trung. Những cái tiếng nói đó nó kéo dài bao nhiêu lâu? Từ 84 năm đệ nhị thế chiến chấm dứt năm 45, 88 là 40 năm sau xảy ra cái chuyện xin lỗi người Nhật. Rồi đến năm 1993, ông Bill Clinton cũng ra một cái lời xin lỗi cho những thổ dân Hawaii. Rồi sau đó năm 2008-2009 thì chính quốc hội trong thời gian đó mới cũng đưa ra cái lời xin lỗi cho những người nô lệ của cái thời mà là cái luật Jim Crow được đưa ra. Thì thưa quý vị, những cái động lực mà đẩy đến những cái hành động mà khiến chính phủ Mỹ phải xin lỗi là bởi vì trong quốc hội Mỹ có những người thuộc những nguồn gốc chủng tộc đó, họ vận động. Thì cái chuyện người da đỏ chúng ta thấy hơi bị kẹt một cái gì 150 năm rồi. Nhưng quá mà lâu.
quá lâu. Trong khi người Nhật chỉ có bốn mấy năm. Có bốn mấy năm là có. Nhưng mà người Nhật có dân biểu nằm trong Quốc hội Mỹ trước hơn. Và người da đỏ mới có đây thôi. Nhưng mà nhờ cái sự xuất hiện của một dân biểu da đỏ mới xảy ra chuyện này. Mặc dù 150 năm là quá muộn. Thì trong những trường hợp khác chúng ta có nên để quá muộn hay không? Đặc biệt trong trường hợp của chúng ta. Vâng, mà cái bà Deb Haaland này, thưa quý vị, bà mới chỉ đắc cử vào năm 2019 làm dân biểu liên bang, và năm 2021 bà tái đắc cử. Bà đắc cử năm 2018, 2019 bà làm dân biểu. 2020 bà tái đắc cử lần nữa, và năm 2021 bà được ông Biden bổ nhiệm là Bộ trưởng Nội vụ. Từ đó bà vận động cho cái chuyện này. Tức là nếu nói một cái thẳng luôn á, nếu không có một phụ nữ hay không có một người da đỏ ngồi trong gọi là hạ viện của Liên hiệp các tiểu bang Hoa Kỳ, đừng hòng có cái chuyện ngày hôm nay ông Biden xuống một cái khu mà gọi là của người da đỏ để mà xin lỗi cho cái chuyện mà 150 năm về trước. Thành ra nói gì nói, cái điều này nó làm tôi nhớ lại cái lời mà tôi đã kể một lần trên chương trình này, là tôi từng phỏng vấn cựu dân biểu Trần Thái Văn, một người và cũng là một người cái là từng ủng hộ, hay là khi này không công khai mà ủng hộ bà dân biểu Michelle Steele. Ông có từng nói với tôi là ông bảo là ông đi ăn tiệc với cái ông Norman Minota đó. Ông đó bây giờ chết rồi, ông này là cựu dân biểu người Mỹ gốc Nhật. Cái tên của ông được đặt tên phi trường sao đó. Ông bảo là chúng ta phải ngồi trong bàn tiệc chứ không phải đứng ngoài bàn tiệc mà đi phục vụ người ta. Ý nói rằng là gì? Người Việt Nam các anh phải có người ngồi đại diện ở trong Quốc hội hay trong bất kỳ cơ quan chính quyền nào thì họ mới có thể làm đem lại quyền lợi cho chúng ta. Tất nhiên con sâu cũng có con sâu làm rầu nồi canh, lâu lâu có trường hợp như anh Đu Đỗ ta cũng kể. Nhưng mà không phải vì một trường hợp anh Đu Đỗ mà chúng ta bảo là tất cả dân cử Việt Nam đều xấu hay là tất cả người Việt Nam đều xấu. Nhưng mà chúng ta nhìn trong trường hợp bà Deb Haaland mới thấy không có bà này được bầu vào trong Quốc hội Hoa Kỳ, đừng hòng mà có cái chuyện ông Biden ngày hôm nay xin lỗi người da đỏ cho cái chuyện mà nước Mỹ làm sai lầm 150 năm về trước. Và xin quý vị đừng rời màn hình FPTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị như mình của đài truyền hình FPTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài. Thưa quý vị, thay vì tiếp tục phần tin tức, hôm nay chúng tôi có cái sự trình bày đặc biệt. Qua cái câu chuyện trước phần quảng cáo, quý vị nghe câu chuyện mà dân biểu Deb Haaland của tiểu bang New Mexico, người da gốc da đỏ, bây giờ là Bộ trưởng Nội vụ của Mỹ, và bà là cái người đấu tranh để cho cái quyền lợi của người da đỏ được thừa nhận ngày hôm nay, đó là Tổng thống Hoa Kỳ xin lỗi cái việc mà họ chính phủ Hoa Kỳ là 750 năm về trước. Thì nhân tiện ngày hôm nay thì đó là cái sự trùng hợp là chúng tôi trên gửi đến quý vị cái cuộc phỏng vấn với luật sư Derek Trần ở bên cạnh tôi đây. Đó. Xin chào kính quý vị. Chào hai anh. Vâng. Luật sư Derek Trần đang ứng cử chức vụ dân biểu liên bang địa hạt 45 ở miền Nam California, đặc biệt là khu Leo Sài Gòn. Ông là thuộc đảng Dân Chủ, và đối thủ của ông là hiện nay là dân biểu Michelle Steele thuộc đảng Cộng Hòa đang đại diện địa hạt này. Chúng tôi để cho thuận tiện, vì anh Trần nói tiếng Anh nó thuận tiện hơn tiếng Việt. Anh biết tiếng Việt nhưng mà tiếng Việt đương nhiên không giỏi bằng tiếng Anh bởi vì sinh ra tại Mỹ. Cho nên tôi nói sao bằng tiếng Anh là anh ngoài phi lòng trực tiếp tiếng Việt. First of all, tell me a little bit about your background. I heard that your parents are flat by boat and your mom or somebody died on the way and something like that, and you were, and he married another person and you were born here, right? And then you go to a military something. Say briefly about your background to the audience. Yes, and so my father, after the fall of Saigon, fled Vietnam because of communism, and at that time he had his separate first family, and in that journey he lost his first wife, two daughters, two sons. So a total of five lives lost on the boat trying to get to the refugee islands. And he met my mother in Vietnam. And then they tried again. This time he was survived with three daughters and him and my mom. They were at the refugee islands for about 1 year. And then they came to America. I was born and raised in California. And I always had this great desire to pay back this country.
for everything that the United States of America has done for my parents and for me, giving us this opportunity. So I joined the military, Army Reserves, when I was 18 years old to give back, and I served in that capacity for 8 years. Vâng, thưa quý vị, anh Tu Dũng hỏi anh Derek về cái chuyện về gia cảnh của ông, về hoàn cảnh gia đình vượt biên, có những người bị mất. Thì ông Derek trả lời rằng là bố của ông là trong cái người gia đình đầu tiên, là với người vợ đầu tiên và 4 người con bị mất trong một cái chuyến vượt biên, và sau đó gặp mẹ Derek và sau đó vượt biên lần nữa, rồi sau đó hai ông bạn đã thoát và sang Derek ở tại nước Mỹ. Và trong lòng Derek lúc nào cũng mang một cái tư tưởng là làm sao để mà đền ơn những gì mà nước Mỹ đem đến cho gia đình. You were in the military for a pretty long time, and is there anything in the military when you served the U.S. United States related to the job you are running for now? Is there any value from your military experience? Yeah, that's a very good question. I want to share that in the Army, they teach you certain values. Honor, selflessness, respect, courage. You know, these are some of the same values that I've taken as lessons and ways for me to really develop my entire life, especially when it comes to selflessness. What that means is that you continue to put others and put, you know, the greater good above yourself. Anh Dũng hỏi ông Director là ông đã từng vào trong quân đội, thì những cái điều gì ông học từ trong quân đội sẽ giúp ích cho ông trong cái công việc, trong chức vụ mà ông đang tranh cử? Thì ông Derek trả lời cho biết rằng là trong quân đội tôi học được những các đức tính, giống như mình làm việc cho việc chung và quên mình, làm việc cho những cái hành động chung. Thì khi làm như vậy, tôi sẽ đem theo cái yếu tố đặc biệt đó đi vào cái chuyện mà trong việc phục vụ dân, trong chức vụ dân cử. When you serve the army, that means you serve the country, you serve the people. Where's your opponent? She's an elected official, but before that, I don't know if she served, like you. You think that's the big difference, and you think that, you know, will help you get more vote than, you know, your opponent right now? Yeah, I think that's something that I've considered quite a bit about. When it comes to being able to serve your country, you work with soldiers, you take orders from commanders, that it doesn't matter whether they're Republicans, Democrat, Independent. You know, you work together to make sure that you accomplish the mission that is at hand, whatever your orders are. And that's the same type of principle and practice that I want to take to Washington, D.C. so that, you know, I can work across the aisle to get things done. Michelle Steele does not. She is very extreme far right, and nothing gets done with her sitting in this seat as our congressional person. Ông Derek chia sẻ rằng là khi ở trong quân đội, cái kinh nghiệm là các người lính bất kể theo cái khuynh hướng đảng phái nào, khi nhận được lệnh từ cấp trên là tìm mọi cách để mà hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Và cái tinh thần đó tôi sẽ đem vào trong Hạ viện, để khi tôi làm việc là không kể bất kỳ đảng phái, làm việc theo những cái tiếng nói, đặc biệt những tiếng nói cho cử tri. Còn đối thủ của tôi là bà Michelle Steele, là bà đã đem tinh thần đảng phái trong cái cách làm việc của bà. Now I get to the question kind of very sensitive and maybe very sensitive to Vietnamese community about red bedding, chụp mũ quý. Your opponent recently sent a lot of mailer saying you, not saying but implying that you communist, with the red flyer, with mock and hammer and, you know, bully him, that's it. Yeah. So implying you are communist. What's your response, you know, to Vietnamese voter through her action against you? Because for myself, you know, I got at least 20 flyers, among them about 10 or something like that. I mean, the majority has a red color. If I'm not, you know, familiar with this, if you look at it, what's your response to this? I believe it's very despicable of her to do something like this, to use a labeling that is very xenophobic in order to, what,
to get votes from our community, to instill this fear in our community just so that she can pretend to be an ally of the Vietnamese community. I think at the end of the day, what makes me the most upset is how sad I feel for my community that she's dredging up all of these wounds in our community, because we left a country because of communism. So when she makes up these false allegations against me, it makes me very angry, but also very sad for our community. Trả lời cho cái chuyện mà những vấn đề gọi là chụp mũ ông Derek là cộng sản, thì ông Derek trả lời rằng là những cái hành động đó là những hành động mà không thể nào mà tưởng tượng được cho cô bà Michelle Steele khi tấn công ông là một người cộng sản. Và cái chuyện này đối với ông Derek là mở lại một cái vết thương của những người Việt tị nạn chúng ta đã bỏ nước ra đi, sinh ra những thế hệ con cháu. Và bây giờ sự đau khổ của cộng sản đó bị chúng ta lại bị chụp mũ là những người cộng sản. Xin quý vị đừng rời màn hình FPTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị như mình của đài truyền hình FPTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài và chúng tôi đang phỏng vấn luật sư Derek Trần, ứng cử viên Hạ viện Hoa Kỳ địa hạt 45 ở miền Nam California trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới đây. Và trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi cũng thông báo cho quý vị biết là trước đó chúng tôi có mời cả dân biểu Michelle Steele lên để phỏng vấn. Tất nhiên là phỏng vấn riêng, nhưng mà bên ban vận động của dân biểu Michelle Steele đã từ chối, thành ra chúng tôi chỉ phỏng vấn luật sư Derek Trần. Xin thông báo quý vị như thế. Back to the story about red baiting. 2022, Congresswoman Michelle Steele used this tactic against Jay Chen, also an American soldier, and he was a Taiwanese American, and he was labeled communist, and he lost. Now you, son of a refugee, Vietnamese refugee, U.S. veteran, people thought that she wouldn't do that again, but she did it. She did. She did it, right? She called you, she didn't call you, but she implied you through her flyer that you're communist. Whereas she, in 2016, as a vice chair of the Board of Supervisors of Orange County, honored Ho Xuân Sơn, the Consulate General of Vietnam, San Francisco, a real communist. A lot of people wonder why didn't you, you know, print some flyer with her face, say, oh, you are communist. Is she, you know, why didn't you do that? Yeah, first, I'll say that it makes me so angry. I mean, you have the weapon, right? To use it, but you didn't use. She didn't have a weapon, but she used it. Well, you know, first I want to say that it's very angry. It makes me very angry to see her, you know, repeat these tactics. But even more so to someone who is a son of this community, a Vietnamese American who served this country. So it really, really upsets me. But I think, you know, when she does these type of tactics, it upsets our community even more. Mm. And we know this because the community has responded with multiple protests against her red baiting. And we know this because the community is out there talking about her ties to China, her ties to communism, whether it be the certificate to Ho Sing Sun, whether it be her husband selling access to Chinese diplomat, or the fact that she didn't even sign on to a letter when the whole Formosa stuff was going on, because she's probably in the pocket of communism or communists. Ông Lê Dũng nói là trong cái chiến thuật của bà Michelle Steele là chụp mũ cộng sản. Bà đã từng chụp mũ một người đối thủ của bà trong cuộc đua trước là một quân nhân Hoa Kỳ, và là người Đài Loan. Và lần này bà tiếp tục chụp mũ ông Derek Trần, là một con của một thuyền nhân tị nạn, là cũng là một cựu quân nhân Hoa Kỳ. Thì ông Derek Trần cho biết là ông rất là tức giận cái chuyện này, bởi vì chuyện này không phải những chỉ là tấn công ông, mà tấn công cả cộng đồng, và cả cộng đồng cảm thấy rằng tức giận trong thời gian vừa qua đã tổ chức nhiều cái cuộc biểu tình, nhiều cái cuộc lên tiếng. Và mọi người đều thấy rằng là bà Michelle Steele
có những cái mối quan hệ đặc biệt với Cộng sản, giống như đã từng cho bằng tưởng khen cho ông Hồ Xuân Sơn, đã từng là im lặng để cho chồng là đem những cái người về Trung Quốc để mà vận động chính phủ Hoa Kỳ. Rồi đặc biệt gần đây là bà đã không ký vật lá thư để đòi hỏi chính phủ Việt Nam can thiệp giúp đỡ cho những người nạn nhân trong vụ Formosa. Bà, tại sao bà làm như thế? Có lẽ là bà nằm trong cái vòng tay của bên phía Cộng sản hay sao? Why did you call her communist? You can do that. Why did you? You know, it's not for me to say anything about Michelle Steele, other than attack her on her record. Just like everything that I've been putting out about her, Ho Sing Sun, failure to sign the Formosa letter, you know, her husband's ties to China, and all of a sudden you see her funding her campaign with $2 million. You know, these are the truth that's out there. So my attacks on her really deals with her record and what she's been doing. Her attacks on me is all make-believe. It's false accusations and baseless, because she won't come on the show or any show to debate me or answer for her, you know, her rhetoric and her lies. Thưa quý vị, câu hỏi là tại sao ông không có tấn công bà Michelle Steele cũng là cộng sản cũng như bà? Thì đạo sư Lê Đức Trần trả lời rằng là những gì bà nói về tôi toàn là những câu chuyện đã được dựng lên và bịa đặt. Còn những gì mà tôi nói về bà là đó đều là có những cái bằng chứng mà bà đã từng thực hiện, từ chuyện cho bằng tưởng lục cho Hồ Xuân Sơn, sang qua không ký thư, một cái lá thư để mà ủng hộ cho những người nạn nhân Formosa. Rồi chuyện đó, ông chồng của bà đã bị tiết lộ về cái việc mà dắt Trung Quốc, gián điệp Trung Quốc vào với chính phủ Hoa Kỳ. Now we go to the real stuff, economic, the money, right? You know, Vietnamese community, Vietnamese people here mostly are small business owner. Yeah. And I know you also own a business, small business, right? What would you bring to Vietnam, to, you know, community, if you were elected to the House, you know, based on your, you know, business background? Yeah, that's a valid, strong question. But An Long forgot to mention that, you know, she funded her campaign with $2 million and loaned herself that. And where did that money come from? You know, did it come from her husband's business as a lawyer? Or did it come from her ties with China? We don't know, because she won't answer any of our questions. But specifically, what I would do in order to help the small business community, as someone who understands the small business community, I own a pharmacy with my wife. Prior to running, I was a lawyer and had my own small practice. You know, I want to sit on the committee for small business in Congress, because I think there's a lot that can be done to make sure that we provide access to funding for those new entrepreneurs that want to open up their business, access to funding for the entrepreneurs in our district who wants to be able to grow their business. So there's still a lot of things that can be done from a national level to educate and provide training. So, you know, individuals are better equipped to become entrepreneurs and to provide and give into this great economy of ours. Chúng tôi xin nhắc lại, luật sư Trần có nhắc tôi là tôi không có nói nhắc đến cái việc mà ông nói về chuyện bà Michelle Steele tự nhiên có một cái số tiền $2 triệu bỏ vào cái quỹ tranh cử của bà. Số tiền đó nguồn gốc đến từ đâu, đến từ ông chồng hay đến từ một mối quan hệ nào đó của bà? Đó là những cái sự nghi vấn của ông Derek Trần đưa ra. Và trở lại câu hỏi của anh Dũng về ông làm gì để giúp đỡ cho những người mà doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam, thì ông Derek có nói rằng là trong cái mức cấp độ liên bang sẽ có rất nhiều cái chương trình để có thể, thứ nhất về để mà giáo dục, để mà hướng dẫn, để mà giúp đỡ cho những cái doanh nghiệp nhỏ trên cái nguồn năng lượng ngân quỹ của liên bang. And I think this is the last question for you. If you were elected to US House of Representatives, what do you think the most critical issue that you can bring back or you can influence on your district, or especially on your community or more narrowly Vietnamese community? What would you do to make their life better, to, you know, feel comfortable? I mean, everything. Your last question on this one. Yeah, I want everyone to understand that when I get elected, I am going to represent everyone in my district, whether they're Vietnamese, Korean, Caucasian. My representation will be for all, because that's what it's about.
But specifically, I'm going to answer what I believe that the Vietnamese community needs. And that's two things. I think one has to do with the fact that our culture, our heritage, our history, our past is not being passed on to the next generation and the next generation because we're not doing a good enough job to preserve that history and that culture. And that's something that I want to be able to help with. The second part is that this community, our community in Little Saigon, has not had a voice in the national stage for 49 plus years. And in a few months, it's going to be 50 years. I think it's time that we have someone at the national level who can share their lived experiences as a son of refugees, as someone who knows how hard it is to come up through a very poor family and be able to make it and go through college and school and now have my own successful business and family. So that's something that our voice in our community needs in Washington, D.C. Anh Đỗ Dũng hỏi cho ông Derek là khi mà trở thành dân biểu liên bang, ông sẽ làm gì cho cộng đồng Việt Nam? Ông Derek nhấn mạnh rằng là nếu tôi trở thành dân biểu liên bang, không những tôi đại diện cho cộng đồng Việt Nam mà tôi đại diện cho toàn bộ cộng đồng cư dân của địa hạt 45 có nhiều sắc tộc khác. Nhưng mà riêng về người Việt Nam, tôi muốn là bảo tồn cái văn hóa lịch sử của người Việt, cộng đồng người Việt từ thế hệ này sang qua thế hệ kia. Và kế tiếp, ông nói đến cái việc là chúng ta cần có một cái tiếng nói cho cái cộng đồng người Việt ở tại khu vực Lý Lô Sài Gòn đã gần tới 50 năm là chúng ta có mặt ở đây. Và tôi muốn đem cái kinh nghiệm của tôi từ một cái đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình nghèo khó để rồi tôi có những cái bước mà học hành rồi thành đạt để mà tôi tạo dựng được một cái sự nghiệp riêng cho mình. Đó là một kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. We are out time, but because of last question, you know, very quick. Next year will be the 50-year Vietnamese community located in America. There will be history, maybe. We have Colonel Hùng Cáo running for U.S. Senate, and now you're running for U.S. House. What if two of you make it? You think that history will make on, you know, the November 5th? Even you're a different party, but you are Vietnamese. Sure. Yeah. What do you think about that? I think any time that we have an opportunity for Vietnamese Americans to really succeed and have a presence at a national level, it is an amazing feat and it must be celebrated, it must be recognized. So whether you're on a Republican side or the Democrat side or independent, our people, the Vietnamese Americans that are now in this country deserves representation. And that's a good thing, that's a great thing. Câu hỏi anh Dũng đưa ra, nếu mà ông Hùng Cao ở đại diện cho Đảng Cộng Hòa chiến thắng ở tại cái Thượng viện vào trong năm tới và ông Derek Trần thắng ở tại Hạ viện, ông nghĩ sao về cái chuyện này? Ông Derek Trần trả lời rằng là bất kể là anh nằm phía dân chủ hay Cộng Hòa, chúng ta có cơ hội đưa cái hình ảnh của người Việt và đưa tiếng nói người Việt lên cái cấp độ liên bang. Đó là một cái điều mà chúng ta nên ăn mừng. Thank you so much for being here. Thank you. Và cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào lúc 11 giờ trong chương trình Xoáy Tin.